Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Firex Gaming. Trong video lần này thì mình sẽ craft một món đồ khác của cái build Toxic Rain nữa, đó chính là cái Quiver. Và để mà craft ra một cái Quiver mà có Damage Over Time Multiplier với lại Chaos Damage Over Time Multiplier thì bạn sẽ cần một cái Quiver mà có Hunter Influence. Và item level của nó phải là từ 82 trở lên, tại vì mình sẽ lấy T1 Damage Over Time. Ok. Thì cũng như cái Amulet thì mình sẽ đập Transmutation vào. Và tiếp theo thì mình sẽ đọc Orb of Alteration để mà tìm ra cái dòng là Damage Over Time Multiplier. Và mình sẽ tìm T1 luôn nha. Rồi, sau khi đọc Transmutation vào thì mình sẽ bấm vào đây là Damage Over Time Mul. Ok. Thì mình sẽ tìm cái dòng Damage Over Time Multiplier đó. Và tiếp theo thì cứ đọc Alteration vào thôi. So, let's see when it grows up. Cái Damage Over Time Multiplier này là dòng suffix, cho nên nếu mà nó ra dư một suffix như thế này thì các bạn có thể đập augment vào. Như vậy thì ở đây là nó có fire damage over time. Alright, so let's roll again. Và sau một hồi đập alteration thì nó cũng ra T1 damage over time multiplier, nhưng mà nó có thêm dòng prefix nữa, cho nên mình lại phải đi imprint và mình phải annul đi cái dòng prefix. Ok, so imprint here. Okay, got the imprint, and now we annul. Cho nó bay đi dòng prefix. Nó bay đi dòng suffix rồi. So, imprint again. This is so costly. Okay, lần thứ tư thì nó cũng đã được. Bloody hell, so much. Nếu mà các bạn đọc alteration mà nó chỉ ra cái dòng suffix như thế này thôi thì các bạn có thể bỏ qua cái bước vừa rồi thì nó sẽ đỡ tốn tiền hơn. Còn nếu mà nó ra hai dòng như hồi nãy giờ mình làm thì nó sẽ rất là tốn tiền với cái imprint. Alright, anyway thì nó đã xong như thế này rồi thì mình quay về lại hideout và mình sẽ craft lên là suffix cannot be changed ở dòng prefix. Alright, craft lên suffix cannot be changed. Như vậy là ok, rồi xong mình đi imprint tiếp. Bên Scorch Lead thì imprint cũng phải 1 exalt, còn bên Standard imprint mỗi lần nó tới 3 exalt lần. Ở đây mình dư tiền bên Standard cho nên mình đang craft bên Standard. Alright, so yeah, that's it. And then bây giờ mình sẽ đi Harvest Craft, nó là Chaos Reforge. Reforge Chaos, yeah, không phải my... Alright, ở đây mình có một cái Reforge Chaos, let's go. Nếu mà nó không ra Chaos Damage Over Time Multiplier thì các bạn còn phải imprint nó lại và đi imprint tiếp. Và sau đó cứ lặp lại đập liên lại cái bước này cho chừng nào nó ra cái dòng là Chaos Damage Over Time Multiplier thì thôi. Ok, lần Reforge thứ 3, here goes nothing. Boom, ok, lần này thì nó ra Chaos Damage Over Time luôn. Nhưng mà nó là Tier 2 thôi. Oh man, nó có Lightning Resist cũng ngon, 41% Lightning Resist với lại Chaos Damage Over Time Tier 2. Lightning Resist thì Tier 3, Physical Damage thì mình không còn tới rồi. Cái Lightning Resist hiện tại như cái này đang ngon quá, cho nên thôi thì chắc là mình sẽ giữ những cái suffix này luôn. Đấy, Tier 2 Chaos Damage Over Time như vậy cũng được rồi. Lightning Resist thì cũng ngon quá rồi, cho nên thôi cứ giữ gì ha. Alright, bước tiếp theo thì mình sẽ craft những cái prefix của nó. Thì ở đây còn trống một prefix, cho nên mình cứ tiếp tục craft lên là suffix cannot be changed. Ok, và như vậy thì bây giờ mình muốn craft lên cho nó có life ở trên dòng prefix thì mình có thể reforge life. Tại vì hai cái dòng physical ở trên thì mình cũng không cần tới lắm. So, just reforge life. Nó ra 51 và 57 life và trống hai prefix thì để xem là nếu mà craft life benchcraft thì nó có thể là 55 thôi, nhưng mà đây thì nó lên tới 57 thì cũng ok rồi ha. Nếu mà các bạn muốn thì có thể lặp lại cái bước này để nó ra tier life cao hơn, nhưng mà hiện tại như vậy cũng mình nghĩ cũng ok rồi. Thì bước tiếp theo mình có thể để coi là dòng Iceling nó có cái gì ngon không ở dòng prefix không nha. Rồi xong mình sẽ craft tiếp. Theo mình thấy thì Iceling cho dòng prefix của Quiver thì cũng không có cái nào ngon.
Cho nên mình có thể craft lên cái này là Chaos Damage to Attack. Ok, và mình có thể đi Beastcraft cái mình sẽ add thêm một mod cho cái prefix còn trống. Thì ở Beastcraft nó có một cái mod, một cái craft mà mình gần đây mới biết thôi, tại vì có bạn chỉ mình ở trên Discord. Thì nó sẽ add một cái mod cho influence item. Thì mình type ở đây là hunter, tại vì cái này đang là hunter influence. Thì cái mod này là add mod to a hunter item đây. Và nó sẽ còn con beast là Cricket Watcher với lại Cricket Mole. Ok. Và bạn ấy nói là hãy dùng những con beast mà level 80, phải là những con beast thấp hơn 84 để mà loại bỏ những cái mod mà trên 84, từ 84 trở lên. Đấy, thì ở đây mình có là con beast 82 với 83 thì mình nghĩ sẽ ok. Và hy vọng là nó sẽ ra một cái influence mod, có thể là movement speed. Who knows? Let's see. Và ở đây thì nó ra là element damage to attack skills. Oh man. Element damage thì không liên quan gì tới cái quiver này hết, tại vì Toxic Rain đâu chơi elemental đúng không? Life cũng hơi thấp cho nên có thể là mình sẽ lặp lại cái bước là reforge life thử thôi. Let's go. Suffix cannot be changed. And then let's reforge life. Alright, 80. Oh, lần này 82 là 84 gì? 85 life. Oh, life lần này ngon hơn rồi nè. So, let's do it one more time. So, chaos to attack. Ok. Và mình đi Beastcraft như vừa rồi nữa. Hy vọng là nó ra movement speed, tại vì influence mod thì có movement speed, mình nghĩ là ok nhất. Ok, và đây là lần thứ hai mình craft cái hunter chứ. Cái add mod to a hunter item và hy vọng nó sẽ ra movement speed. Let's go. Hy vọng nó không ra cái attack elemental attack nữa. Man, come on. Máu đang ngon ở trên cái này. What do we have here? Lightning damage to attack. Damn. No. Oh well. Thôi cứ như vậy mà xài thôi. Life 85 cũng ok rồi. Lightning resist cũng ok. Nói chung là suffix ngon lành. Không có team 1 chaos damage thôi, nhưng mà team 2 cũng ok ha. And yep, that's it. Nếu mà nó ra movement speed ở dòng prefix nữa là ngon rồi, nhưng mà nó không ra, nó cứ ra lightning damage to attack. Thì nếu các bạn muốn làm cho nó perfect thì cứ làm lại cái bước này thôi. That's it, I guess. Yeah. Alright. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Nếu các bạn thích cái video này thì đừng quên để lại cho mình một cái like nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Oh yeah.